Phi Nhung trải qua ca phẫu thuật thành công, sức khỏe đang tốt dần lên. Theo phía đại diện của Phi Nhung, nữ ca sĩ mới trải qua một cuộc phẫu thuật thành công và sức khỏe tốt hơn sau một tháng điều trị COVID-19. Theo đại diện ca sĩ Phi Nhung là quản lý của nữ ca sĩ, được sự cho phép của gia đình đã có những thông tin chính thức gửi đến truyền thông. Theo đó, phía ca sĩ Phi Nhung gửi lời xin lỗi đến khán giả vì không thể tiết lộ nhiều thông tin cung cấp cho người hâm mộ để nắm tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ tuy nhiên vì điều này đã khiến thông tin về tình trạng điều trị của phi nhung lan truyền trên mạng xã hội bị nhiễu loạn vì vậy ekip được sự cho phép của gia đình đã chính thức lên tiếng để khán giả nắm rõ tình hình theo đại diện của phi nhung thông báo nữ ca sĩ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật may mắn ca phẫu thuật thành công và sức khỏe của cô đã tiến triển tốt trước đó vài ngày khi tiến hành phẫu thuật sức khỏe của nữ ca sĩ diễn biến phức tạp khiến người thân vô cùng lo lắng người đại diện cho biết khi ca sĩ Phi Nhung nhập viện, ekip không chuẩn bị tâm lý chị bị nặng như vậy. Giờ ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị tích cực. Những ngày qua chúng tôi cũng có lúc lạc quan, cũng có lúc bi quan. Nhưng một điều chúng tôi nói được là Phi Nhung rất kiên cường chiến đấu. Các bác sĩ tận tình cứu chữa. Thông tin cho biết thêm, trước đó các bác sĩ tại Mỹ đã dùng mọi biện pháp chữa trị cho ca sĩ Phi Nhung, cả can thiệp emo. Việc ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 cũng được đại diện của nữ ca sĩ này tiết lộ. Theo đó, vào hồi tháng 7 2021, Phi Nhung có lịch trở về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Nhưng cô đã quyết định ở lại để làm tình nguyện tham gia chống dịch. Vì chưa tiêm vaccine nên nữ ca sĩ đã nhiễm bệnh và không rõ nguồn lây, trở nặng hơn mỗi ngày. Phi Nhung cũng đã cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng rồi nữ ca sĩ nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách cô ấy ngày đó đi Mỹ rồi tiêm ngừa đã không có cảnh này phi nhung chỉ cười và nói không sao đâu em sẽ mạnh mẽ vượt qua đại diện của phi nhung chia sẻ trước đó khi làm tình nguyện phi nhung vẫn luôn khẳng định rằng hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù người ta bảo là đánh bóng tên tuổi sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn làm tiếp tục mọi người ơi cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích.